các yếu tố nguy cơ của ung thư vòm, ung thư thanh quản. Các bạn nêu được triệu chứng của ung thư thanh quản, nêu được diễn tiến, tiên lượng của ung thư thanh quản. Các bạn trình bày được nguyên tắc điều trị và dự phòng ung thư thanh quản. Đây là bốn mục tiêu của cái bài ung thư thanh quản là như vậy. Chúng ta bám sát cái bốn mục tiêu này chúng ta làm. Thì các anh chị biết rằng là ung thư thanh quản là một loại ung thư đứng hàng thứ hai trong các loại ung thư của tai mũi họng và đầu màng cổ, đứng hàng thứ hai. Nó đứng hàng thứ chín trong các loại ung thư của cơ thể nói chung, đứng hàng thứ chín. Và triệu chứng khàn tiếng, khó thở, các bạn lưu ý là khó thở, đây là khó thở thanh quản nha, và các rối loạn vị nuốt, bệnh nhân ung thư vòm, xin lỗi, ung thư thanh quản thì có ba cái triệu chứng như thế này đây. Có thể là có khàn tiếng không đơn thuần, hoặc là giai đoạn cuối bệnh nhân có thể có cả ba triệu chứng như thế này. Nhờ hệ thống chẩn đoán nội soi mà chẩn đoán sớm, nếu đến trễ thì lượng xấu, cũng giống như các loại ung thư khác thôi. Về điều trị chủ yếu là phẫu thuật, tiên lượng tốt, phẫu thuật sớm thì tiên lượng tốt. Các bạn lưu ý như vậy nha. Thế thì bây giờ về nhắc qua về giải phẫu chút xíu. Thì trên cái hình này các bạn thấy là đây là cái thanh quản đây. Đây là dây thanh bên phải, dây thanh bên trái, trái phải. Nó có hai tư thế, khi chúng ta thở thì nó mở ra, khi chúng ta nuốt thì hai dây thanh này nó khép. Và cái nắp thanh môn này hay còn gọi là epiglottis này, nó sẽ đẩy vô, nó đẩy vô. Đó, còn đây là thực quản, đây là thực quản, còn đây là khí quản. Thì chắc thì bên như vậy nha. Thế thì đây, đây là cái xoay bình thường đây. Đây khi bệnh nhân thở, khi bệnh nhân phát âm, phát âm thì dây thanh như thế này. Mà các bạn biết là dây thanh thanh quản nó có ba tầng, nó giống như hai ngón tay chéo à. Ngay cái tầng này nó gọi là tầng dây thanh, tầng dây thanh nha. Nó còn gọi là tầng giữa, hay còn gọi là tầng thanh môn. Ở phía dưới này gần cái khí quản này nó gọi là hạ thanh môn, hạ thanh môn, hay còn gọi là dưới thanh môn. Ở phía trên này, trên cái dây thanh này thì gọi là tầng thượng thanh môn, hay còn gọi là trên thanh môn. Và tùy theo khối u xuất phát từ tầng nào mà triệu chứng ban đầu sẽ khác nhau, khàn tiếng, khó thở, rối loạn vị nuốt. Cho nên chúng ta lưu ý nha, lưu ý là thi nó có câu này đấy. Lưu ý như vậy. Về dịch tễ và các yếu tố nguy cơ thì đứng hàng thứ hai sau ung thư vòm trong các loại của ung thư tai mũi họng và đầu mặt cổ, cũng đứng hàng thứ chín trong các loại ung thư của cơ thể nói chung. Nam giới cũng giống như vậy, nó chiếm 3/4, nữ là 1/4. Tuổi hay gặp từ 40 đến 60, tuổi hay gặp từ 40 đến 60. Để vậy như vậy ha. Các yếu tố nguy cơ đặc biệt nhất là đây, thuốc lá, và nhất là những người vừa hút thuốc lá mà vừa uống rượu, thì ít người ta thấy trong những người bị ung thư thanh quản thì những người vừa hút thuốc lá mà vừa uống rượu nhiều hơn các đối tượng khác. Các bạn lưu ý nha, lưu ý như vậy, chứ không phải là uống thuốc và uống rượu là nguyên nhân gây ung thư chủ yếu của ung thư thanh quản. Mà người ta thấy rằng là những người bị ung thư thanh quản thì trong số đó chiếm rất đông tỷ lệ người vừa hút thuốc lá và vừa uống rượu. Đó là ý nghĩa như vậy. Thứ nhất là ung thư dây thanh. Dây thanh nó gọi là tầng giữa, tầng giữa. Thế là dây thanh thì đầu tiên là nó sẽ làm có một khối u nó nằm ở dây thanh, nó làm cho dây thanh mất đi sự mềm mại và trơn láng. Cho nên triệu chứng đầu tiên và sớm nhất của ung thư dây thanh là khàn tiếng, khàn tiếng, hiểu không? Đó, trên cái hình này các chị lưu ra, lưu ý này, dây thanh đây, dây thanh bên trái, dây thanh bên phải. Thế cho nên triệu chứng đầu tiên, tôi lấy ví dụ là chỉ là một cái chấm thôi, khàn tiếng có chưa? Cho nên người ta nói trong vấn đề chẩn đoán ung thư thanh quản, muốn chẩn đoán sớm, một bệnh nhân khàn tiếng sau 2 tuần
điều trị nội khoa không hết thì phải nội soi thanh quản, phải nội soi thanh quản. Rồi đấy là hàng tiếng của thôi dây thanh nha. Rồi nó to dần to dần to dần to dần, nó sẽ làm hẹp cái thanh môn này. Lúc bấy giờ bệnh nhân sẽ có thêm triệu chứng khó thở thanh quản, hiểu không? Ngoài cái hàng tiếng có trước, rồi sau đó thì bệnh nhân sẽ có thêm cái triệu chứng khó thở thanh quản. À, mới đầu ít thôi nhưng mà khối u này càng ngày càng to dần, thì đến một lúc nào đó khó thở ngày càng tăng, mà khó thở ở đây là khó thở thanh quản, các bạn lưu ý nha, khó thở thanh quản. À, nó có khó thở có nhiều loại tùy theo vị trí, nếu mà tại thanh quản thì được gọi là khó thở thanh quản, còn khó thở tại các cái phế, tiểu phế quản, ví dụ trong bệnh suyễn à, thì nguyên nhân là tại các tiểu phế quản do sự co thắt các tiểu phế quản, còn khó thở là các phế nang, là nguyên nhân là tại phế nang, ví dụ như viêm phổi. À, mỗi một vị trí như vậy triệu chứng khó thở khác nhau, ví dụ như là viêm phổi thì có đang nổ, đang ngứa độc, còn khó thở do sự co thắt các tiểu phế quản trong bệnh suyễn thì có nghe răng rít và răng ngáy nha. Còn khó thở do thanh quản thì bệnh nhân khó thở chậm thì thở ra, à, thì thở thì thở thở, thở ra nha. Còn ngược lại khó thở do các cái sự co thắt các tiểu phế quản trong bệnh suyễn là khó thở chậm. Về cần lâm sàng thì các bạn lưu ý này là vẫn là nội soi, qua nội soi người ta đánh giá được, mà đặc biệt chú ý là người ta đánh giá sự di động của hai dây thanh. Nếu hai dây thanh này mà nó còn di động tốt thì tiên lượng tốt, còn nếu hai dây thanh này khi soi mà nó cố định còn nó liệt tiên lượng xấu. Cho nên trong câu hỏi thi người ta có một câu nội soi đánh giá tiên lượng của ung thư dây thanh, đó là sự cố định của hai dây thanh, cố định, các bạn lưu ý nhé. Còn CT scan thì chủ yếu là ta đánh giá cái số lượng hạch to nhỏ, vị trí, cái hướng xâm lấn của khối u, đặc biệt nhất là nó xâm lấn vào tuyến giáp, ung thư thanh quản nó xâm lấn vào tuyến giáp, lưu ý như vậy nha. Đây đây các bạn thấy nội soi nó như thế này, đây CT nó như thế này, đây nha, bên trái nha, bên trái đó khối u đây. Đây đây là cái sự liên quan giữa ung thư về nội soi và ung và CT. Về triệu chứng ở đối với ung thư hàm họng thì triệu chứng chủ yếu là hàm họng ở đâu, là xoang lê. Các bạn trong muốn học bài này kỹ thì các bạn phải coi học lại cái bài giải phẫu thanh quản, các bạn phải coi lại bài giải phẫu thanh quản. Thứ hai là các bạn phải coi sinh lý nuốt, sinh lý phát âm nha. Thế thì hàm họng người ta định nghĩa là bao gồm xoang lê, thanh thiệt, lại epiglot đó, nẹp phải thanh thiệt nha. Thế thì nếu là ung thư ở vùng này đầu tiên nguyên phát thì triệu chứng về nuốt đầu tiên có sớm tăng dần, lúc nhưng mà lúc đầu bệnh nhân có cảm giác vướng họng thôi, về sau thì nuốt đau thôi và mỗi ngày mỗi tăng, và có thể bệnh nhân đau nhói lên tai. Còn khi mà khối u này đã lan rộng vào thanh quản, tức là vào dây thanh, thì bệnh nhân có thể có hàng tiếng, rồi nó làm hẹp thanh môn thì có khó thở, và đặc biệt nhất là ung thư ở vùng này thì bệnh nhân là ứ động rất là nhiều dịch ở hà hồng, là hơi thở bệnh nhân rất là hôi, hơi thở hết rất là hôi. Và một cái đặc điểm là ung thư ở vùng này rất nhiều hạch, thường tiên lượng xấu, rất nhiều hạch và thường tiên lượng xấu. Cái trong câu hỏi thi người ta có hỏi một câu ung thư vùng nào tiên lượng xấu, A B C D, là ung thư ở vùng hà họng, thì các bạn biết là tại sao nó xấu rồi đó. Một là hạch nó có nhiều, hạch di căn có sớm lắm. Thứ hai là nếu phẫu thuật ở cái vùng này thì rất là khó, tại vì cái đất không có, nó dễ bị xì nha, xì giò fistula sò bị giò nha. Rồi triệu chứng thực thể thì vẫn quan trọng nhất là vẫn là soi nha, soi thanh quản à, đánh giá được cái vùng hà họng, mức độ xâm lấn
người ta thấy rằng là ứ động nhiều dịch ở xoang lê, ở ha học. À, rồi người ta có thể là nhờ chụp CT nha, người ta có thể khám thấy có hạch, hạch sớm nhé, có sớm lắm, mà hạch nó to, nó cứng, nó cố định. Thì như vậy là gì? Xấu. Hạch di động không dính với các cơ quan xung quanh, tiền lượng tốt. Còn nếu nó cố định, nó cứng, tiền lượng xấu. Để các bạn lớn nhớ nha, ung thư nào cũng vậy nha. Đây là vấn đề hạch di căn, chúng ta cần lưu ý. Về cái lâm sàng thì đúng rồi là nội soi và CT nha, nội soi và CT thôi. Đây chúng ta nội soi chúng ta thấy đây, đây. Dây thanh đây nè, thanh bông đây, đây nó vẫn còn khu trú, nó chưa xuống. Dây thanh, thanh bông nó vẫn còn. Đây nó nằm ở đây, vùng hà hồng đây. Nó gây rối loạn về nuốt, nuốt đau, nuốt vướng, nuốt sặc, chảy nước miếng nhiều, hơi thở hôi. Rồi sau đó nó xâm lớn ngoài đây, dây thanh thì lúc bấy giờ mới có triệu chứng khàn tiếng. Còn bắt đầu nó xâm lấn vào thanh môn thì bây giờ mới có triệu chứng về, có thêm triệu chứng về khó thở, khó thở. Còn ung thư vùng trên thanh môn nha, trên thanh môn thì cái vùng trên thanh môn là ở dưới hạ họng một chút thì bệnh nhân cũng có triệu chứng gì, thường thường là bệnh nhân trong giai đoạn đầu thì không có khàn tiếng, không khàn tiếng mà bệnh nhân có thể hẹp thanh môn gây khó thở, hẹp thanh môn gây khó thở. Rồi sau đó nó xâm lấn vào dây thanh thì bệnh nhân nó làm cho dây thanh cố định thì bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng khàn tiếng. Còn nó xâm lấn lên trên tức là xâm lấn vào hà họng thì bệnh nhân có rối loạn về nuốt, và vùng ung thư ở vùng này tiên lượng thường cũng xấu và hạch thường cũng có sớm, nhưng mà nó đỡ hơn là hạch ung thư ở vùng hà họng. Vùng hà họng cái hạch cũng thường cũng có sớm nha, thường thường cũng sớm, cho nên là tiên lượng gì, tiên lượng xấu, tiên lượng xấu. Điều như vậy nha. Cần lâm sàng là chủ yếu là nội soi, CT thì người ta đánh giá cái mức độ xâm lấn thôi, công thức máu thì đánh giá tình trạng nhiễm trùng, thiếu máu, dinh dưỡng của bệnh nhân, tức là người ta đánh giá chung tổng trạng chung cái ETA của bệnh nhân nha. Cái vùng dưới thanh môn hay còn gọi là gì, hạ thanh môn, hạ thanh môn nó làm cái ống rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái ung thư này nó diễn tiến rất là âm thầm, và khi nó lớn rồi thì nó biểu hiện là khó thở. Mà thường thường nó diễn tiến nhanh, nó khi đã khó thở rồi nó diễn tiến nhanh mà xử trí không kịp thì bệnh nhân có thể tử vong chứ chưa kịp khàn tiếng đâu, mà bệnh nhân tử vong là do nghẹt đường thở. Cũng rất là may cái ung thư ở loại này thì gặp rất là thấp, 0,1 đến 1% tùy theo thống kê, tùy theo thống kê thôi. À, cho nên tỷ lệ ung thư gồm ung thư thanh quản, hạ thanh môn thì ít gặp, triệu chứng chủ yếu là khó thở, và nếu xử trí không kịp thì bệnh nhân có thể tử vong, bệnh nhân có thể tử vong. Đấy, triệu chứng chủ yếu là tử vong thôi. Về chẩn đoán phân biệt, ở đây trên cái hình này các bạn thấy là các u lành tính đây, ở đây là lao nè, các cái lao, các cái papillon, các bạn cái papillon, polyp, ví dụ ở polyp này, các cái hạt, hạt sơ, đây là hạt sơ. Hạt sơ thường thường hai bên, thường gặp ở những người sử dụng giọng nói nhiều như ca sĩ, MC, giáo viên, hai bên thường thường nó ở 1/3 trước. Polyp ở đây là những cái cyst, cái nang của dây thanh. Đây là cái, đây ung thư đây. Trong các loại ung thư lành tính, trong các loại u lành tính này thì các bạn lưu ý cái papilloma, các bạn lưu ý papilloma hay còn gọi là u nhú thanh quản, đây là tổn thương tiền ung thư. À, khi mà bác sĩ tai họng người ta soi, nhưng mà cái này sao giống ung thư quá, à, nhưng mà nó trả lời anabat trả lời là papilloma thì các bạn vẫn phải theo dõi, đôi khi lấy làm đến lần thứ ba ung thư đó. À, cho nên câu hỏi thi nó có một câu tổn thương tiền ung thư trong các khối u lành tính thanh quản A B C D thì các bạn đánh chỗ này papilloma hay còn gọi là u nhú thanh quản, u nhú thanh quản, các bạn lưu ý nha. Rồi, à, trong tài liệu thì đã gọi là ung thư thì các bạn lưu ý là các bạn phải chia phân loại theo tên em, phân loại theo T, T là tumor,
E là nốt, nốt là hạch. M là metastasis, tức là di căn. À, từ cái tên em này chúng ta phân loại theo giai đoạn, và mỗi tùy theo vị trí ở dây thanh, ở thượng thanh môn, ở hạ thanh môn, thì người ta chia cái T này, N này, M là khác nhau. À, cho nên là người ta ghi rất là cụ thể, thì các bạn coi trong tài liệu và tôi không có nhắc lại nha, nhắc lại. Ví dụ như là ở ung thư ở thượng thanh môn chẳng hạn, thì T1 là như thế nào và T4 là như thế nào, điều như vậy. Và N cũng vậy nhé, N cũng vậy. N là di căn, à, hạch nha, hạch. Ví dụ hạch cổ này, ví dụ như là N0 là không thấy hạch, N3 là hạch đã cố định rồi, cho nên là tiên lượng xấu. Ví dụ vậy nha, các bạn lưu ý nhé. Còn M0 là không có di căn, M1 là di căn xa. Ví dụ lưu ý nha, vậy như vậy. Về hướng điều trị thì trong tài liệu người ta có ghi rất là rõ là giai đoạn 1 căn cứ vào chia phân loại theo T, N, M mà người ta chia theo giai đoạn. Ví dụ như ung thư ở tầng giữa hay là tầng dây thanh có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì khối u nó chỉ còn khu trú ở dây thanh thôi và bệnh nhân triệu chứng hàn tiếng là chủ yếu. Giai đoạn 2 thì bắt đầu khối u nó xâm lấn vào thanh môn, bắt đầu làm hẹp thanh môn, thì bệnh nhân có triệu chứng, có thêm triệu chứng khó thở. Giai đoạn 3 khối u bắt đầu nó xâm lấn lên phía trên, tức là nó xâm lấn vào vùng hà họng, thì bây giờ bệnh nhân sẽ có thêm triệu chứng rối loạn vị nuốt. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 4, là giai đoạn cuối, là giai đoạn suy kiệt, suy mòn, nhiễm trùng, nhiễm độc và tử vong. Đây là bốn giai đoạn của ung thư dây dây thanh nha, dây thanh. Còn ung thư ở thượng thanh môn khác, vùng hạ họng khác, cái dấu hiệu ban đầu nó khác. À, cho nên chúng ta lên, nó có hỏi một câu đó, là ung thư ở tầng nào, ung thư tầng gây triệu chứng khàn tiếng có sớm, A B C D. À, ung thư ở dây thanh. Rồi câu thứ hai, ung thư ở tầng triệu chứng ban đầu có rối loạn về nếu có sớm, đã ung thư ở hà họng, ở nẹp phễu thanh thiệt, vân vân. Để chúng ta lưu ý theo vậy nha. À, giai đoạn 2 thì nói chung là phẫu thuật cắt thanh quản là chủ yếu. Trong phẫu thuật cắt thanh quản thì các bạn lưu ý là một là người ta cắt một phần khối u thôi, cắt một phần dây thanh. Hai là cắt bán phần dây thanh, cắt bán phần dây thanh. Ba cắt thanh quản toàn phần, cắt thanh quản toàn phần. Thì người ta có hỏi là nếu cắt thanh quản toàn phần thì đương nhiên bệnh nhân sẽ không nói được rồi, không nói được. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ chuyên khoa tai họng người ta sẽ giải quyết cái vấn đề phát âm của bệnh nhân làm sao để người ta là tăng cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Rồi đương nhiên cắt thanh quản toàn phần thì sao nói, nhưng mà người ta có thể là nói bằng cái ống thực quản hoặc là nói bằng cái ống nói, ống nói. Thì cái đấy là một cái chuyên ngành tai mũi họng rồi. Ở ngoài ra thì tùy theo giai đoạn người ta có thể xạ trị nha, có thể xạ trị, có thể xạ trị trong những trường hợp mà chống chỉ định phẫu thuật hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật nha, không đồng ý phẫu thuật. Ta lưu ý như vậy. Tại các giai đoạn muộn đây, à, các giai đoạn muộn thì người ta có thể là xạ trị, có thể phẫu thuật, có thể là vân vân. Người ta phục hồi phát âm như là lắp cái ống phát âm, ống nói, hoặc là sử dụng cái dòng thực quản vân vân. Về tiến triển thì nếu khối u không điều trị gì cả thì có thể xâm lấn theo các hướng, là nó xâm lấn lên trên, tức là vào băng thanh thất, lên cao hơn nữa là vào nẹp phễu thanh thiệt, lấy lưỡi, hạ họng, xuống hạ thanh môn, nó xâm lấn vào khí quản, xâm lấn sang bên đối diện, như là xâm lấn vào qua mép trước dây thanh bên kia, nó xâm lấn ra ngoài, tức là xoang lê, máng họng thanh quản, hạ họng, nó xâm lấn vào phía sau, tức là miệng thực quản, thậm chí nó xâm lấn vào, nó dò ra ngoài da, nó di căn phổi, di căn thận, di căn xương. Tại giai đoạn muộn thì bệnh nhân có thể bị suy kiệt nha, suy kiệt rồi nhiễm độc bởi cái ung thư. Về vấn đề dự phòng thì các anh chị biết rồi đấy. Tiên lượng thì tùy thuộc vào cái giai đoạn, nhưng mà tỷ lệ sống trên 5 năm thường trên 7% nếu chẩn đoán sớm.
và phẫu thuật sớm. Các bạn lưu ý giùm tôi cái và phẫu thuật sớm thì tỷ lệ sống trên 5 năm rất là cao, rất là cao, thậm chí có những người sống 20 năm anh chị ạ, 20 năm. Về dự phòng thì chúng ta hạn chế các yếu tố nguy cơ như là bỏ rượu, hút thuốc lá, soi thanh quản kiểm tra nếu hàng tiếng trên 2 tuần, điều trị nội khoa không hết, tăng cường giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, tổ chức mạng lưới y tế trên cơ sở, ví dụ như là tăng cơ sở vật chất như là hệ thống máy nội soi, và khi bệnh nhân đã đang được điều trị, đã điều trị thì cần quản lý tốt. Đấy là toàn bộ cái bài hôm nay, cái bài ung thư thanh quản là như vậy. Thì không để các bạn có ý kiến thì trao đổi thêm.